Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An đang có mặt tại 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở Mắt Hôn tại miền Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hoàn toàn có thể ghé đến đây để có thể gặp gỡ trực tiếp kiến trúc sư cũng như là tham quan về showroom nội thất của chúng tôi. Hiện tại thì An đã có mặt tại tầng 3 ha. Và như quý vị thấy là xung quanh Nhật An thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu nội thất. Ví dụ là ở đây là có một cái kệ tủ bếp được thiết kế là hình chữ Y nha quý vị. Vị trí ở phía trước của An thì đây là một mẫu bàn đảo, cũng như là phía bên này thì sẽ có một mẫu bàn ăn để quý vị cũng có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình. Còn phía ở đây chúng tôi cũng đặt đó chính là có một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thì chắc chắn rằng nếu mà ai đã theo dõi nhiều video của Mắt Hôn thì rất là quen thuộc bộ hồ sơ này đúng không nè. Đó chính là bộ hồ sơ mà nó có đầy đủ tất cả các thông tin từ là mặt bằng ha, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết liên quan đến điện nước nè, kết cấu nè, vân vân, để mà gia chủ có thể nắm được. Và nếu như quý vị chúng ta ký kết hợp đồng thiết kế với Mắt Hôn thì chắc chắn là trên tay mình sẽ sở hữu cái bộ hồ sơ này nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những mẫu nhà cũng như nội thất thật đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại top 5 mẫu phòng khách đẹp nhất trong tháng 10/2023 nhé. Trước khi giới thiệu về top 5 thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm với đó là tư vấn phong thủy trên khắp 3 miền đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy chương trình đó chính là duy nhất trong tháng này 80.000 trên 1 mét vuông khi ký hợp đồng thiết kế online. Báo giá gói thiết kế, gói kiến trúc là 120.000 đồng trên 1 mét vuông, gói nội thất là 150.000 đồng trên 1 mét vuông, gói VIP là 200.000 đồng 1 mét vuông và gói cao cấp có phong thủy chuyên sâu là 350.000 đồng cho 1 mét vuông nhé. Đến với top 5 thì đầu tiên ở vị trí thứ 5 sẽ là mẫu phòng khách của gia đình anh Trần Văn Cư ở Tân Long, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng. Trước khi xem qua về phòng khách thì tôi sẽ giới thiệu quý vị đó chính là ngoại thất bên ngoài của công trình này trước ha. Nhìn từ bên ngoài thì đây sẽ là công trình được thiết kế, đó chính là 2 tầng 1 tum với mái bằng hiện đại. Công trình này thì phối màu quý vị sẽ thấy là tông màu trắng và tông màu ghi nè. Phong cách hiện đại thể hiện rất rõ qua những cái hình khối vuông vức khỏe khoắn, phóng khoáng. Cửa thì full kính 100% hết, rồi cũng như là quý vị thấy là không có những cái hoa văn họa tiết cầu kỳ giống như là những công trình tân cổ điển ha. Mảng xanh cũng được thiết kế rất là nhiều, góp phần mang đến sinh khí, cũng như là vật liệu ốp lát cũng đa dạng, có gạch Việt Nhật nè, có đá bóc nè ha, rồi sẽ có granite trang trí nữa, cho nên là công trình nhìn rất là thu hút. Với một công trình bên ngoài hiện đại như thế này thì nội thất bên trong sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau quan sát nhé. Không gian phòng khách của công trình thì quý vị thấy là sẽ đi theo vẫn là cái tông màu trung tính, đó chính là tông màu ghi và tông màu trắng. Cụ thể ở đây chúng tôi sẽ đặt đó chính là một bộ sofa với chất liệu đó chính là bọc vải nỉ nha quý vị. Tông màu ở đây là tông màu trắng nè, cũng khá là đẹp, gồm có một sofa băng và đối diện là hai chiếc ghế sofa đơn.
Cái việc mà chúng ta lựa chọn màu trắng để làm nội thất thì nó sẽ góp phần giúp cho căn phòng nhìn sáng sủa hơn, trang nhã hơn. Tuy nhiên quý vị phải lưu ý là màu trắng là cái gam màu cũng rất là dễ bị ố màu cũng như là xỉn màu. Cho nên nếu mà chúng ta đã quyết định sử dụng nó để làm nội thất thì quý vị phải rất cẩn thận trong quá trình sử dụng, hoặc là chúng ta cũng phải thường xuyên vệ sinh lau chùi để giúp cho nội thất của chúng ta nó sẽ đẹp được như mới. Ở ngay trung tâm thì chúng tôi sẽ đặt một chiếc bàn trà, mặt bàn là cũng là đá màu trắng ha. Chân bàn cũng có thiết kế tương đồng với thiết kế của bộ sofa. Đối diện sẽ là khu vực kệ tivi, và cũng không ngoại lệ so với khu vực sofa thì kệ tivi này chúng tôi cũng sẽ thiết kế là full màu trắng luôn nha quý vị. Vách phía sau thì hai bên sẽ là PVC giả lam gỗ, kèm theo đó là có những cái thanh inox mạ vàng titan ở đây. Có lẽ nhiều quý vị quan sát sẽ khá là thắc mắc cái khu vực này vì sao lại làm một cái kính gọi là cửa kính như thế này để mà phân chia giữa không gian phòng khách và bếp ăn, để làm gì đúng không nào? Thì em nghĩ cái điều này tùy thuộc vào sở thích của từng gia chủ. Có thể là gia chủ thường xuyên sẽ tiếp khách ở không gian phòng khách mà không có muốn là ố mùi thức ăn, bay mùi thức ăn từ phòng bếp ra, cho nên là họ làm một cái kệ gọi là vách kính như thế này để mà phân biệt giữa hai khu vực. Em nghĩ là một cái lựa chọn cũng hợp lý, và chưa kể là bởi vì nó là kính mà, cho quý vị thấy nó vẫn trong suốt, cho nên là tuy là nó ngăn cách giữa hai khu vực nhưng mà nhìn nó vẫn rất là thoáng đãng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ tư top 5 ngày hôm nay. Đó sẽ là mẫu nhà của chị Lương Thị Lan Phương ở Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long. Với mẫu nhà của chị Phương thì đầu tiên nhìn từ bên ngoài ha, thì đây sẽ là công trình nhà một tầng với thiết kế mái bằng hiện đại. Nhìn từ bên ngoài thôi thì phải nói là em rất là ấn tượng với công trình này luôn. Phải nói là có 102 luôn, cực kỳ độc đáo ha. Không đụng hàng một thiết kế nào trước đây của Mark Home. Quý vị thấy là phong cách gọi là ấn tượng nè, và tinh giản, gần như là chúng ta không thấy những cái chiếc cột hiên, cột biên gì hết giống như những công trình khác. Ngoài ra thì cái việc mà chúng ta ốp lát vật liệu, quý vị thấy là ốp lát gạch nguyên cái phần nhà ở đây cũng như là cái vách tường ở đây, nó sẽ giúp cho công trình phải nói là ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Màu sắc thì vẫn phối theo tông màu, đó chính là màu trắng nè, màu ghi nè, kèm theo đó là màu nâu của gạch ở vị trí này. Cửa kính thì được thiết kế rất là nhiều, chưa kể là những cái vách kính cố định nữa, giúp cho không gian chính của chúng ta phải nói là ngập tràn ánh sáng. Và nhìn từ bên ngoài thế này luôn thì An dự đoán là căn phòng khách sẽ được thiết kế theo kiểu thông tầng. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị có thể quan sát thấy là ở ngay không gian cửa chính ở đây thì gọi là gia chủ sẽ thiết kế những cái phần rèm cao đến kịch trần. Vậy thì chắc chắn là không gian phòng khách sẽ rất là cao. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Không gian phòng khách thì quả thật là đi theo cái phong cách, đó chính là đẩy phần trần lên cao tít ở bên trên. Và quý vị thấy nhờ vào đó, nếu mà chúng ta sinh hoạt bên dưới thế này sẽ cảm giác không gian cực kỳ thoáng đãng và cực kỳ rộng. Đây là điểm cộng rất lớn của công trình này ha. Ở đây thì chúng tôi sẽ đặt là một chiếc ghế sofa góc được thiết kế hình chữ L và sẽ được bọc da cao cấp, có tông màu ghi kèm theo đó là cái tông màu nâu da bò ở đây. Ở đây thì chúng tôi sẽ đặt hai chiếc ghế sofa đơn. Ngay trung tâm thì chúng tôi sẽ đặt một chiếc bàn trà, mặt bàn là hình chữ nhật và được thiết kế bo góc nè. Kèm theo đó là quý vị thấy ở bên dưới là khung inox mạ vàng titan và sắt sơn tĩnh điện màu đen. Vách phía sau ở đây thì chúng tôi sẽ ốp PVC giả đá, kèm theo hai bên là PVC giả lam gỗ và sẽ có những cái đường, quý vị thấy những cái đường kẻ chỉ cao đến kịch trần. Ở ngay trên trần thì chúng tôi sẽ treo ở đây là một cái hệ thống đèn pha lê, phải nói là mang đến cái sự sang trọng rất là lộng lẫy cho không gian phòng khách này. Rõ ràng nếu mà ban đêm mà chúng ta bật ánh sáng đèn này lên thì không gian chúng ta lung linh hơn bao giờ hết. Vị trí kệ tivi cũng vậy, ở đây chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là chất liệu MDF phủ melamine, còn phần tường vách phía sau thì cũng được thiết kế cao đến kịch trần nha quý vị. Kèm đó gồm có PVC giả đá, PVC giả lam gỗ hai bên, kèm theo đó là chúng tôi sẽ gắn những cái đèn hắt tường ở vị trí này để giúp cho căn phòng khách trở nên ấn tượng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 3 trong top 5 ngày hôm nay. Đó sẽ là mẫu nhà của anh Nguyễn Thanh Hùng ở Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Với mẫu nhà này thì đầu tiên nhìn từ bên ngoài đây sẽ lại là một công trình mái bằng nha quý vị. Từ bây giờ ta thấy là đa phần nhà mái bằng hình như là hiện tại rất là được chuộng. Quý vị thấy ở đây thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là 3 tầng này ha. Kèm theo đó là màu sắc là kết hợp giữa màu trắng và màu ghi. Rồi lan can thì lan can là kính cường lực nè. Một số vị trí thì chúng tôi sẽ ốp ở đây là gỗ nhựa ha. Kèm theo đó là cái tông màu vàng nhạt cho cái vị trí gạch trang trí.
Nói chung là công trình này thì nhìn phải nói là rất là chỉnh chu, và có một điểm cộng đó chính là cái không gian ở trên tầng thượng, cái tầng 3, quý vị thấy là rất là rộng rãi, chúng ta có thể làm không gian sân chơi và sân phơi. Vậy thì phòng khách gia chủ sẽ bố trí theo phong cách nào? Vậy chúng ta cùng nhau quan sát ha. Phòng khách thì cũng rất rộng rãi luôn quý vị, và đẩy về hai bên ha. Đầu tiên ở phía bên này thì chúng tôi sẽ đặt đó chính là một bộ ghế sofa với chất liệu là khung gỗ sồi, đệm ngồi sẽ bọc da cao cấp, gồm một sofa băng, rồi hai chiếc ghế đôn không tựa ở đây. Ngay trung tâm sẽ là một chiếc bàn trà, mặt bàn chúng tôi ốp kính cường lực. Vị trí này sẽ là kệ tivi được thiết kế của gỗ tự nhiên 100%, kèm theo đó là những cái kệ tủ quý vị thấy là gắn thêm đèn LED để hát sáng. Ở vách phía sau của sofa, quý vị thấy kết hợp đó là PVC giả đá, kèm theo đó là tấm mica màu đen bóng và PVC giả lam gỗ. Như tôi nói thì căn phòng khách sẽ đẩy về hai bên, thì cái phía đối diện ở phía bên này chúng tôi sẽ đặt đó chính là một cái kệ tủ rượu, thiết kế rất đẹp luôn quý vị. Kệ tủ rượu này thì chúng tôi sẽ có những phần cánh ở đây là cánh kính, bên trong gắn thêm đèn LED nữa. Ở trên trần thì chúng tôi sẽ treo ở đây chính là một cái đèn thả xoắn, phải nói là tạo cảm giác rất là lung linh. Chắc chắn là khi vừa bước vào nhà mà thấy kệ tủ rượu này, ta đã thấy ngay cái sự sang trọng và đẳng cấp của không gian. Bây giờ thì ta cùng nhau đến vị trí thứ hai trong top 5 ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà của anh Bùi Viết Tuấn ở Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Nhìn từ bên ngoài thì đây sẽ là một công trình nhà phố nha quý vị, với thiết kế là lên đến là 4 tầng ha. Với những công trình nhà phố thì quý vị thấy là thiết kế bên ngoài thường là đơn giản lắm, không có quá cầu kỳ giống như những công trình nhà khác. Tương tự ở đây cũng vậy, quý vị thấy là chúng tôi chỉ ốp lát gạch trang trí cho cái phần ngay vị trí này thôi. Còn cửa ở đây sẽ là cửa cuốn nè, để chúng ta có thể chạy xe vào bên trong một cái an toàn hơn. Còn hệ thống cửa sổ bên trên thì đa phần đều sẽ là cửa nhôm hệ kính. Chúng tôi sẽ thiết kế thêm mảng xanh ở không gian tầng cao nhất. Còn phòng khách sẽ được thiết kế thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau quan sát ha. Phòng khách của công trình này thì bởi vì đây là công trình hiện đại cho nên là nhìn vào ta cũng thấy toát lên tinh thần hiện đại luôn. Một cái điểm cộng rất lớn của cái không gian phòng khách này là quý vị thấy được cái sự thoáng đãng. Thật sự là nếu mà đây là công trình nhà vườn thì nó bình thường, nhưng mà công trình nhà phố để mà chúng ta thiết kế như thế nào đó mà không gian nội thất ở bên trong với cảm giác thoáng đãng thông thoáng là điều không dễ đâu. Ở đây kiến trúc sư họ dùng những cái gam màu nhạt kèm theo đó là cách kết hợp với những cái vị trí cửa nè, rồi ánh sáng tất cả để giúp cho căn phòng khách trở nên là phải nói rất bắt mắt luôn, và anh tin chắc rằng khi chúng ta sinh hoạt bên trong rất là dễ chịu. Ở đây chúng ta sẽ đặt có một chiếc ghế sofa băng, hai chiếc ghế đơn, hai chiếc ghế đôn không tựa. Ngay trung tâm thì sẽ là một chiếc bàn trà. Phía bên này sẽ là kệ tivi ha. Kệ tivi thì sẽ được thiết kế đó chính là MDF phủ melamin, vách phía sau sẽ là PVC giả đá, kèm theo đó là những cái tấm mica màu vàng nè. Ở vị trí này thì chúng ta sẽ làm thêm những cái kệ để mà chúng ta có thể chất sách hoặc những món đồ trang trí. Ở trên trần thì chúng tôi sẽ treo, đây là một cái quạt đèn trần nha quý vị, kết hợp 2 trong 1, một cái thiết bị thông minh của Mac Home. Cuối cùng chúng ta sẽ đến vị trí quán quân trong top 5 ngày hôm nay, đó sẽ là mẫu nhà của anh Nguyễn Hữu Trung ở Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Với mẫu nhà của anh Trung thì quý vị sẽ thấy đây vẫn là một công trình gọi là mái bằng ha. Phải nói là ngày hôm nay top 5 của chúng ta đều là những công trình mái bằng hết. Quý vị có thể thấy ở đây là một công trình hiện đại nè, và thiết kế thì không gian mở rất là nhiều, không gian mặt tiền hay mặt bên thì lớp cửa kính hay là những vách kính cố định cũng rất là đa dạng nha quý vị. Chưa kể là công trình này có một ưu điểm, đó chính là thiết kế những không gian phụ, ví dụ là hồ bơi ở phía sau của công trình, hay là ở đây ngay mặt tiền phía trước thì sẽ có một cái chòi nghỉ chúng ta thiết kế, đặt thêm ghế bàn có thể gia đình ngồi nghỉ ngơi thư giãn, kèm với đó xung quanh là những cái mảng xanh nữa, cho nên góp phần giúp cho công trình nhìn chỉnh chu và đẳng cấp hơn rất nhiều. Vậy thì An tin chắc rằng phòng khách cũng sẽ rất là được đầu tư. Bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát phòng khách nhé. Và quả thật như vậy, đây là căn phòng khách mà An nghĩ là An nhìn vào An cứ tưởng là chụp từ cái poster phim Hollywood ra đó quý vị. Rất là đẹp luôn ha. Quý vị thấy ở đây chúng tôi sẽ đặt đó chính là hai chiếc ghế sofa băng được bọc da cao cấp có tông màu ghi đen. Rồi ở đây chúng tôi sẽ đặt thêm một chiếc đèn mà trang trí nè. Rồi ở vị trí này sẽ là một bộ bàn trà đôi ha. Nói chung là thiết kế căn phòng này nó rất thoáng đãng. Quý vị thấy ở đây có tiểu sảnh khô ở ngay vị trí của cầu thang nữa. Phía đối diện thì chúng tôi sẽ đặt đó chính là kệ tivi. Kệ tivi sẽ được thiết kế có một cái chi tiết thú vị, đó chính là chúng tôi sẽ làm giả cái lò sưởi ở đây. Thật sự thì thời tiết của Việt Nam chúng ta thì đâu có cần sử dụng lò sưởi để làm gì đúng không nào, đâu có lạnh đến mức đó, cho nên chúng tôi chỉ làm ở đây là mô phỏng thôi để mà nó tạo được ánh lửa lập lòe cho nó đẹp thôi nha quý vị. Còn khu vực
kệ tivi cũng vậy ha, ốp PVC giả đá nè, kèm theo đó là hai bên chúng ta sẽ làm những cái kệ tủ để có thể trang trí. Ở trên trần, nếu quý vị quan sát sẽ thấy đây chính là trần thiết kế thông tầng, một cái thiết kế phải nói là điểm cộng rất là lớn, giúp không gian thoáng đãng hơn, đẩy về chiều cao. Quý vị thấy là cái phần đèn sẽ thiết kế đèn pha lê xoắn, tạo nên cảm giác rất ấn tượng. Vậy là những em vừa giới thiệu quý vị đó chính là top 5 mẫu phòng khách đẹp nhất trong tháng 10/2023. Hy vọng quý vị có thể lựa chọn một mẫu mình yêu thích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì cần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964458888, 0821333333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ những em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.